Mến chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô có một cái video hướng dẫn ôn tập về những bài kiểm tra giữa học kỳ, đó là bài Những mảnh ghép thú vị. Thì ở bài này chúng ta sẽ có phần tham khảo cho chúng ta về dạng tranh ghép mảnh ghép như thế nào. Và thứ hai là phần chúng ta chuẩn bị thực hành cho tuần. Ở phần tham khảo thì cô có sưu tầm một số những cái tranh ghép và giấy màu mà chúng ta hôm bữa cô cũng có cho các bạn là cắt giấy màu, cắt những cái mảnh ghép này chuẩn bị sẵn cho tuần sau mình làm bài kiểm tra. Và đây là để chúng ta thấy được là những cái mảnh ghép giấy nó được ghép lại và do cái sự phối hợp màu sắc của mình. Cũng như là cái bố cục để làm cho cái bài tranh ghép của mình nó đạt được hiệu quả, vừa có đậm nhạt, vừa có sắc màu, tạo nên một cái bức tranh rực. Ở phần tham khảo thì cô có sưu tầm một số những cái tranh ghép và giấy màu mà chúng ta hôm bữa cô cũng có cho các bạn là cắt giấy màu, cắt những cái mảnh ghép này chuẩn bị sẵn cho tuần sau mình làm bài kiểm tra. Và đây là để chúng ta thấy được là những cái mảnh ghép giấy nó được ghép lại và do cái sự phối hợp màu sắc của mình cũng như là cái bố cục để làm cho cái bài tranh ghép của mình nó đạt được hiệu quả, vừa có đậm nhạt, vừa có sắc màu, tạo nên một cái bức tranh rực. Ở phần tham khảo thì cô có sưu tầm một số những cái tranh ghép và giấy màu mà chúng ta hôm bữa cô cũng có cho các bạn là cắt giấy màu, cắt những cái mảnh ghép này chuẩn bị sẵn cho tuần sau mình làm bài kiểm tra. Và đây là để chúng ta thấy được là những cái mảnh ghép giấy nó được ghép lại và do cái sự phối hợp màu sắc của mình cũng như là cái bố cục để làm cho cái bài tranh ghép của mình nó đạt được hiệu quả, vừa có đậm nhạt, vừa có sắc màu, tạo nên một cái bức tranh rực. Thì chúng ta thấy là để mà chuẩn bị cho cái khâu mà ghép tranh thì chúng ta cũng đã cắt sẵn những cái mảnh ghép ở nhà, nhằm mục đích là để khi mà thực hành chúng ta sẽ cùng dán những cái mảnh ghép lại để tạo dựa trên những cái hình mà có sẵn, để đồng thời chúng ta có sự kết hợp chuyển màu từ màu đỏ, màu cam, màu vàng, hoặc là xanh dương, xanh lá, hoặc là kết hợp giữa những cái gam màu làm cho cái bức tranh của mình nó hài hòa, nó đẹp, tăng lên vẻ đẹp của dạng tranh ghép. Thì đây cũng là một trong những cái trải nghiệm đầu tiên mà các em thực hành về tranh ghép. Nhìn chung thì chúng ta chủ yếu là chúng ta dán. Đầu tiên là chúng ta sẽ dán trước, rồi sau đó chúng ta sẽ kết hợp giữa màu sắc để tạo nên những cái bức tranh hài hòa và rực rỡ, làm nổi bật lên những cái hình ảnh trong tranh. Thì phần thực hành cô cũng ghi trước cho các bạn biết là chúng ta sẽ sáng tạo từ những mảnh ghép màu sắc đó vào tranh có sẵn. Thì chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ, các em chuẩn bị cho cô những cái giấy màu, nhiều màu cắt sẵn, keo dán để chúng ta thực hành bài vẽ. Tiết hướng dẫn ôn tập của cô tới đây là kết thúc. Mến chúc các em luôn vui tươi, nhiều sức khỏe để thực hành được bài vẽ với nhiều sự sáng tạo khác nhau. Và nói thêm, nếu như mà các em có thể muốn cho tranh của mình có thêm nhiều màu sắc thì chúng ta có thể tìm trong những cái tờ báo chí, những tạp chí có những cái gam màu lạ, chúng ta cũng cắt sẵn ở nhà để không biết được là trong cái tranh vẽ của mình có sự có thể lấy những cái gam màu đó để dán vào trong cái bài vẽ của mình nhằm tạo một cái sự sáng tạo riêng. Cô xin kết thúc.
bài hướng dẫn ôn tập tại đây. Chào các em.